ngày 23 tháng 1, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với các đơn vị đưa nghi phạm Lê Ngọc Thông, sinh năm 1985, ngụ phường 3, thành phố Đà Lạt, đến đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành phố Đà Lạt, để dựng lại hiện trường vụ cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 12 tháng 1, một người đàn ông đang chuyển đồ từ trong nhà ra xe ô tô trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành phố Đà Lạt thì bất ngờ bị đối tượng lạ đi bộ tới, dùng dao chém tới tấp vào vùng bụng, cánh tay, lưng. Vụ việc diễn ra ngay khu vực trung tâm Đà Lạt, nơi tập trung nhiều khách du lịch, cơ sở lưu trú khiến nhiều người bức xúc. Đến ngày 22 tháng 1, nghi phạm Lê Ngọc Thông đến trình diện cơ quan công an. Bước đầu, Thông khai nhận, sau khi nghe bạn của mình chia sẻ có mâu thuẫn tình cảm với một người đàn ông, nên Thông đã đi chém người này để dằn mặt thay cho bạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.